Vậy chào cả nhà nha, hôm nay lên video số 133 nha nha. Video hôm nay gồm có 24 máy công. Giá bán trong video được bao ship nha. Cái nhà ngân hàng chúng ta và thanh toán nha. Đầu tiên lên máy số 1 nha. Máy số 1 giới thiệu với cả nhà là con Sedona ha. Con này Sedona C2000S. Có nông như cả nhà. Vui sống nha, lưỡi gà đầy đủ. Dưới này nó có hơi xước chút xíu. Rõ tay trái phải bình thường nha, VF đầy đủ. Hoạt động nhẹ tay. Con này dây ni lông 4LB vô được 100m ha. Dây B thì tầm nó khoảng dây 0.8 vô được khoảng chừng 140m nha cả nhà. Dây 0.8 nó khoảng vô được khoảng 140m ha. Đổi tay trái phải bình thường. Đọc nhẹ tay luôn. Rồi, con này mã số 1 nha. Nặng 220g, giá bán là 700.000 bao ship nha. Đến là mã số 2. Mã số 2 giới thiệu cả nhà con Tiga 1000 ha. Con Tiga 1000 về 1.5. Về 1.5 thì vô được 103, về số 2 được 100, số 3 được 65. Con này có sâu nha cả nhà. Con sống đi ra cái đấu. Con này có tương đối nha. Đây nó hơi bay màu một xíu. Như tại dưới này. Nó bay mất cái màu vàng vàng. Hoạt động nó cực kỳ nhẹ luôn. Đây vừa đầy đủ, đổi tay trái phải bình thường nha. Đây, hai chiều. Rồi. Con này mã số 2, là 210 đó. Giá bán là 800 bao ship nha cả nhà. Nó chậm dầu. Cái này 1000 nó bự bằng con máy 2000 không ta. Con này 2000 nè nó bự bằng luôn. Vẹn bằng 2000. Rồi, máy số 2, giá 800 bao ship ha. Đến máy số 3. Máy số 3 giới thiệu cả nhà con Nasi C2000. Con này có sâu nha. Về số 2 là vô được 150, 2.5 được 125. Số 3 được 100. Về BE là số 1 được 300m, 1.2 vô được 200, 1.5 được 140 nha. Mình sống đi ra đầy đủ. Con này cũng còn khá là đẹp nữa nha. Con này cũng còn khá là đẹp nha. Còn đông. Nhẹ cực kỳ luôn. ABS đầy đủ nè. Hai chiều.
Rồi, con này mã số 3, nặng 215 gram, giá 1,1 bao ship nữa nha. Đây, làm cước sáng trưng. Tiếp tục mã số 4. Mã số 4 như thế, cái nhà con Nasi, con này là 2013 C2000 HGS với lông nữa nha, dòng tua HG. Con này còn đẹp. Mình sống đưa ra đầy đủ. Máy này rất là gọn, một xíu. Rồi, nhà tay à. Hai chiều. Câu này nó còn hợp nữa nha, cất cái hộp này. À, con này mã số 4 ha, nặng 220 gram, giá 1,2 triệu bao ship nha. Con này rất là đẹp luôn. Rồi, 1,2 triệu bao ship mã số 4. Đến mã số 5. Mã số 5 giới thiệu cả nhà con Intiga. Intiga 2000S ha, con này cực kỳ đẹp luôn. Con này tiếng rắc này rất là đã. Chia ni lông 3LB được 125m, 4LB được 100, 5LB là được 75m. Thì bữa nay là 0.8 được 110 ha, số 1 được 80. Con này nó hơi chạy đây còn phải dấu gì nha cả nhà. Một dấu, hai dấu nè. Đó, chiếc chạy rất là nhỏ ha. Có một bên này thôi. Bên này đẹp cực kỳ. Lần cưới nhà tay à. Rất là đẹp nha. Đây con dấu. Con này hàng da băng đây nha. Đồng. Cực mực. Chiều đổi ra trái phải bình thường ha, ta quay gặp đổi trái phải bình thường. Rồi, con này mã số 5, nặng 245 gram, giá bán là 1,3 triệu bao ship nha. Nhà tay à. Đến mã số 6. Mã số 6 giới thiệu cả nhà con Utiga Aquen 2500S. Đây dây 0.6 được 200, 0.8 150, số 1 được 110 nha. 46 đi ra đầy đủ. Này là cước da heo. Con này thì đẹp cực kỳ luôn. Con này rất đẹp nữa nha. Con này được cái nấm chống đổ nữa ha.
tay à. Đây vía đầy đủ nha, cực kỳ nhẹ luôn, 2 triệu. Nhẹ tay, đây con này rất là đẹp luôn. Rồi con này là hàng da băng nhé, mã số 6 này, nặng 260 gram, giá bán là 1,5 triệu bao ship nha. Thì nó hơi chạy dài xíu ha, tổng thể máy còn cực kỳ đẹp. Rồi tiếp tục mã số 7 nha cả nhà. Mã số 7 giới thiệu cả nhà con Sahara ha, Sahara C3000, con này thì mới tinh. Hơi kèn luôn. Đậm. Nhẹ cực kỳ. Buồn sống, đi ra đầy đủ. Đây thông số dây. Dây đi lông số 3 được 150, số 4 được 100 ha. Dây ve số 1 400, 1.5 207, số 3 được 108. Mới kèn. Đây vi hết đầy đủ. Đổi thay trái phải bình thường nha cả nhà. Đây 2 chiều. Tình ha. Rồi. Con này là mã số 7 nha. Nặng 260 gram, giá bán là 1 triệu bao ship nha các nhà. Size 3000. Tiếp đến mã số 8. Mã số 8 giới thiệu với cả nhà một con Rim ha, Rim 2506. Thì con này nó là hàng China xuất Nhật nha. Con này nó có hơi chạy nhẹ nhẹ cho đây xíu nè, nhâm nhâm hai cái cạnh này chút mà rất là khó thấy nha, nó làm cái cạnh luôn. Con này thì có hơi chạy xước xíu rồi dưới này xíu nữa nè, hoạt động cực kỳ ngon nha. 2506 này tương đương với 2500 xe 2500S của Shimano nha cả nhà. Đây, ABS đầy đủ ha. Nhẹ tay à. Mình sống, đưa đầy đủ. Đời này có cúp trợ lực nha cả nhà. Đây ha. Số dây GPE này 0.8 được 104, số 1 được 110m ha. Thì nó tương đương size 2500S của Shimano. ABS đầy đủ nha. Nhẹ tay. Đây, 2 chiều. Đổi ra cái phải bình thường nha. Đây con này mắc anh China. Chỉ là xuất nhập mã số 8 là 240 gram, giá bán là 900 bao ship nhân nha. Con này tính lưu à, ngon. Dòng này phải rất khỏe ha.
tiếp đến mã số 9. Mã số 9 giới thiệu cả nhà con tim lê hoa nha, tim lê hoa S 2500 IA ha. Thì size tương đương nó cũng khoảng là 2500 thôi. Có năm. Dây B nó để này, nó để là cái thông số dây là dây nó tính bằng LB nha cả nhà. Thì dây B nó 0.8 thì nó vô được khoảng 140 ha. Dây số 1 nó vô được khoảng 110 m. Đây con này. Con này còn khá là đẹp nha. Này nó hơi chạy xíu ha. Phòng thì cực kỳ đá này. Đó. ABS đầy đủ nè. Này, hai chiều. Đổi tay trái phải bình thường nha. Sống đi ra đầy đủ. Đây là cước sáng trưng nha. Dòng này tải rất là khỏe nha cả nhà. Dòng này với dòng tuần mình nó tải cực kỳ khỏe luôn. Đây kim đây qua. Này da băng ha, mã số 9 nặng 285 g. Giá bán là 1.1 triệu bao ship nha. Máy còn rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp tục mã số 10. Mã số 10 giới thiệu tiếng nhạc con Daiwa ha, Daiwa Miranda 2508 BEDH ha. Tay quay đầu nha cả nhà, DH tay quay đầu ha. Con này thì mới tin. Đây GB 0.5 vô được 210, 0.6, 0.9 và 0.8 là 150. Thì dây số 1 nó tương đương vô khoảng được 120 m cả nhà, dây số 1. Con này có mạch siêu kháng mặn ha. Cốt trợ lực. Đây. Tiếp tục đến mã 11. Mã 11 giới thiệu đến cả nhà con Daiwa Certes. Này Certes là 2013. Này Certes 2004 nè. Dòng Certes là cái dòng cao cấp. Con này BE 0.6. 0.4 được 120, 0.6 được 110, 100 m nữa nha. Sẽ test. Con này con máy cũng là tương đối. Đây, dưới này nó có trầy dưới này ha cả nhà. Trầy dưới cái bụng này nha. Còn lại thì cũng còn khá là đẹp, hoạt động thì nhà tưng nha. Mặt siêu kháng mặn, tốt trợ lực. Đây, hoạt động nhẹ tay. Tay quay dặn răng. Đổi tay trái phải bình thường ha. Đây, biết thứ. Mình sống đi ra đầy đủ nha. Động cực nhẹ luôn. Dòng này khỏi chê rồi.
hàng Bắc In Japan, mã 11 nặng 220g, giá bán là 2,3 triệu bao ship nha các nhà. 2,3 triệu dây qua sơ tắc 2013. Tiếp đến là mã 12. Mã 12 với thầy cả nhà con Daiwa Bravia ha. Bravia 2500R. GB số 1.5 vô được 200m. Con này có sâu nha. Con này có sâu ha, size tương đương nữa size 3000. Size con này tương đương size 3000 của Shimano nha cả nhà. Con này thì mới tinh. Dòng này cũng là một cái dòng cao cấp. Đây cả nhà thấy cái thân này đấy, y chang con Certes. Đây, y hệt. Y chang con Certes luôn, không khác chút nào. Con này thì mới tinh rồi nha. Cốt trợ lực các thứ đầy đủ. Còn này hàng giá băng. Mình sống để ra đầy đủ nha cả nhà. Mấy kèn dưới này chưa có dấu xước luôn, cái tinh tay quay lại quay gặp đổi tay trái phải bình thường ha, mà dạng này đây nó dạng răng nha cả nhà. Đó. Nhẹ cực kỳ luôn. Đây, hai chiều như tay à, nó tình đó, con này cũng là hàng Japan ha, Bravia mã 12 nặng 280g, giá bán 2 triệu bao ship nha nhà. Đấy, mới kèn mới kèn luôn á, thì chèn như con sơ tét. Rồi mã 12 giá 2 triệu bao ship nhé. Tiếp đến là mã 13. Mã 13 giới thiệu cái nhà con Daiwa. Con này là Daiwa Frim LT5000 CXH. Dòng này thì dòng đời mới rồi. Size nó 5000 luôn nha. Dây 0.37 vô được 150m. Z
DB, con này vô rất là nhiều rồi. Con này còn rất là đẹp luôn. Đây, rất là keng ha. Tay quay dặn răng, đổi tay cá phải bình thường. Hoạt động. Dòng này ratio nó 6.2 nha nha. Tải 11-12 kg gì vậy. Các bạn siêu kháng mặn ha. Đây. Đổi tay cá phải bình thường nha. Mình sống đi ra đầy đủ. Để 2 chiều. Rồi, con này cũng là hàng Việt Nam và xuất Nhật nha cả nhà. Mã số 13, nặng 250g, giá bán 1.7 triệu bao ship ha. Size 5.000. Đến là mã 14. 14 giới thiệu cả nhà con đai qua. Tiếp tục là con đai qua. Con này là con đai qua reward 3.000, thì size tương đương nó sẽ là size 4.000 cũng Shimano nha nha. Đây, cước số 4 nè. Cước số 4 nè, vô được 150m ha. JBE 1.2 được 350, 1.5 được tới 300 ha. Dây số 3, nếu mà dây số 3 thì vô được tầm 100m nha nha. JBE số 3 vô được khoảng 100m ha. Con reward là con reward để cao. Máy rất là đẹp luôn. Nguyên sống cứ ra là đủ nhé. Cái này có mấy đường trầy nhẹ nhẹ ha. Rồi, hoạt động cực kỳ mượt luôn. Đây, ghế đầy đủ. Chặn 2 chiều. Đổi tay cá phải bình thường nha cả nhà. Đây, con này rất là đẹp luôn. Rồi, em này cũng là hàng Việt Nam mình xuất Nhật ha. Mã 14, nặng 300g, giá bán là 1.1 triệu bao ship nha. Dòng này mình lua hoặc là con mực nha nha, có hình con mực này. Rất là mới. Con này đó là đây qua Việt Nam mình xuất Nhật nha nha, hoạt động nhẹ cực kỳ. Đây, bếp đầy đủ nè. Nhà te.
mình sống thì là đầy đủ ha. Cước nhà heo rất là nhẹ luôn á. Hoạt động nhà tay em ru. Đây con này hàng Việt Nam xuất nhật thế nha, mã số 10 nha, nặng 240g, giá là 1,7 triệu bao ship nha. Hốt trợ lực kháng mặn các thứ. Cực kỳ nhẹ luôn á trời. Nhà này, em nhích cái tay cái này. Rồi, mã số 10, giá là 1,7 triệu qua ship ha. Rồi, tiếp tục với mã 15. Đây, mã 15 giới thiệu cái nhà con Abu ha. Con này là con Abu Cardinal nè, thế hệ thứ 3 nè, S3000. Thì sao con này sẽ 3000 cái nhà. Con này là máy mới ha. Đây là máy máy tinh. Thì con này nó sẽ có radio của nó là chạy 4 mặt đạn nè, radio 5.1 nha. Đây có cước của theo máy luôn, có kim loại nha, tay quay kim loại nha. Con này máy mới. Đây, máy máy tinh ha, xe 3000. Động, động cực kỳ mượt luôn nha. Thì con này nó chỉ có một chiều thôi nha cả nhà, nó không có hai chiều nữa ha. Chỉ một chiều thôi, đổi tay trái phải thì bình thường. Đó, đây con này máy mới nha. Đây, thêm số dây. EVE là 1.5, người được 220m ha. Xe con này là xe 3000. Rồi, giá bán nè. Mã 15, nặng 280g, giá là 700.000 bao ship nha. Tiếp đến mã 16. Mã 16 cũng là con Abu. Con này là con 4000 ha. Thì cũng là máy mới. Có một chiều thôi. Mấy con này là máy mới tinh hết nha cả nhà, chưa tháo siêu nữa. 4000 thì được cái núm tròn ha. Đây, dây ve số 2 vô được 220m ha. Rồi, đây mã số 4, mã 16, nặng 300g, giá bán là 750 nha. 750 bao ship. Rồi tiếp đến là mã 17. Mã 17 cũng là con Abu, con này là con 5000. Đây GBE nè. Dây số 3 vô được 240m ha. Trong đây nó có dây cước sẵn của nó nè. Dây zin của nó luôn nha nha. Máy máy tinh, chưa có sử dụng nha, máy mới luôn. Đây, 5000 thì cũng là núm tròn ha. Đâu, cực kỳ nhẹ luôn. Đây, 4 mặt đạn, radio 4.8 nha. Còn 4000 thì radio của nó là radio 5.1, 4 mặt đạn nha. Rồi, 3000 là 700, 4000 là 750, 5000 là 800 nha. Giá bao ship nha. Rồi, tiếp tục đến mã 18. Mã 18 giới thiệu với cả nhà con Nasi ha. Con này Nasi 2017, 2017, 2018. Con này là con 4000, 4000 XG nha. 4000 XG ha. Con này thì mới tinh,
dây lông số 4 được 150. Để số 4 được 150 ha. Còn 6 lưỡi gà đầy đủ. Đây, mới kèn luôn. Dây bụng chưa có dấu xước luôn ha. Cực kỳ nhẹ luôn. Vé đầy đủ. Đổ tay trái phải bình thường nhé nha. Cái đời này nó chỉ có một chiều thôi nha. Đổ tay trái phải bình thường. Cái đời này chỉ có một chiều thôi. Đây, Nasi 4000XG nha. Mã 18 đằng 290 ra. Giá bán 1,5 triệu bao ship nha các nhà. Rồi, 1,5 triệu bao ship ha. Dòng ít giờ là dòng tôi nhanh là 6 chấm mấy. Tiếp đến là mã 19. Mã 19 giới thiệu cả nhà con Sahara. Con này là đời 2022 nha các nhà. C5000XG ha. Sống đi ra đầy đủ. Dây lồng số 5 cho được 150 nha. Con này đời 2022. Con máy xài lướt quá thôi. Còn rất là đẹp nha. Cái này có 1-2 đường xước lông mèo. Mình chọn. Tay quay là tay quay dặn răng. Đỏ tay trái phải bình thường ha. Dòng này tải cực kỳ khỏe nè. 5000. 5000XG. Sahara. Bức rượt ha. Đặc biệt cái đời 2022 nó lại có chốt trả ngược nha cả nhà. Đây nha. Đó, chốt trả hai chiều nha. Đó, đời 2020 là không có, 2018 là không có, 2022 lại có. Tay quay dặn răng, đổi tay trái phải bình thường. Đây. Rồi. Con này là mã 19, nặng 300 g. Giá phải là 1,6 triệu bao ship nha. Tiếp đến là mã 20. Mã 20 giới thiệu cái nhà con Biomaster. Con này Biomaster C5000. Máy còn rất là đẹp nha. Dòng C là dòng cái thân nó gọn như vậy nha. Cái phơm máy nó gọn. Đây. Dây B số 3 cho được 230 m ha. Dây ni lông số 5 cho được 150, số 6 được 125. Nguyên sống đi ra đi đấu. Nút châm dầu là thứ. Đây, tay quay dặn răng. Đổi tay trái phải bình thường nha cả nhà. Tầm nhẹ te. Hai chiều.
Con này nó là hàng da băng ha. Đây, hàng da băng. Như đời con này là 2.9. Mã 20, nặng 300 g, giá bán là 2.2 triệu bao ship ha. 2.200.000 bao ship. Video Master 5.000. Đời 2.9. Này đời 2.9. Rồi tiếp tục đến mã 21. Mã 21 giới thiệu cả nhà một con Navi 8000BG đó. Máy còn khá là đẹp nữa nha. Cái này có một hai dấu xước nhỏ nhỏ xíu nha. Sống đi ra đầy đủ. Hoạt động. Con này ta quay dặn răng, đổi tay trái phải bình thường nha cả nhà, 8000BG. Con này trong cái lồng cối của nó là nó hơi bị ố xíu nè. Này. Không ảnh hưởng gì đó ha. Có một hai dấu đấy thôi. Cứ số 8 thì vô đường 160m. GB số 6 thì đường 180m. Dòng này đánh biển thoải mái luôn. Tay quay dặn răng, đổi tay trái phải bình thường. ABS đầy đủ nha. Hai chiều. Rồi, con này là hàng Malay, mã 21, nặng 590 g, giá bán 1.6 triệu bao ship nha. Tiếp đến là mã 22. Mã 22 giới thiệu với nhà con Ericsson ha. Con này là Ericsson SW6000HG. Máy này cũng còn cực kỳ đẹp nè. Con sóng nè, đi ra thì đủ ha. Đây. Dây đi lông số 6 được 160m ha. Dây BE nè, số 4 được 210m. Điều ở dòng kháng mặn nè, dòng này đánh trâu bò luôn. 6000HG. Đây, hoạt động. Nhẹ phe ha. ABS đầy đủ. Hai chiều. Tay quay thì tay quay dặn ra, đổ tay trái phải bình thường nha cả nhà. Đây. Còn rất là mới ha. Mình cứ quay ngon lành nha. Rồi. Đây mã 22, nặng 575 g, giá bán là 2.2 triệu bao ship nha cả nhà. Tiếp đến là mã 23. Mã 23 giới thiệu cái nhà con tim đây qua. Con này giống như con máy mới. Tim đây qua
Hiroa X ha, 4000 HIA. Thì size con này tương đương size 6000 nha nha. Đây dây B số 4 được 180m. Nó là tương đương size 6000 của Shimano nha. Con viên sóng đưa ra đầy đủ. Con này như con máy mới vậy. Máy keng. Không có chạy xước diễn nào luôn. Con này được đổ núm tay quay luôn rồi nha. Này vừa đầy đủ nha. Hai chiều. Cốt trợ lực các thứ đầy đủ ha. Con này như con máy mới vậy. Càng không có chạy một điểm nào luôn. Con này được thêm một cái cối nữa nha, hai cối ha. Đây cũng là nước muối nè, đánh nước mặn á, cũng biển thoải mái luôn. Đây cối phụ rất là đẹp luôn, hai cối độ nước núm tay quay, độ tay trái phải bình thường nha cả nhà. Cực kỳ đẹp, không có chạy xước miếng nào luôn. Đây tìm tay qua mắt xin da băng mã 23 nặng 485g, giá bán là 2.800.000 bao ship nha. Máy mới keng, dòng này tải cực kỳ bầu châu bò. Rồi mã 24, mã 24 cũng là mã cuối cùng nha. Đây con tim đây, con tournament, tournament S ha, 4000 thì tôi size tương đương là size 6000 nha cả nhà. Con này cũng vậy, mới càng luôn. Đây dây ni lông số 5 là được 200m ha. Dây BE số 4 là được 180m. Mình sống đưa ra đầy đủ. Dòng tournament là cái dòng cao cấp, dòng này chạy 13, 12, 13 bạc đạn. Con này mới keng luôn nha. Rồi mới tin luôn á. Tiền không ra có dấu xước luôn. Cái tiếng hú gió cái tiếng hú gió mới tình, không có một dấu xước gì hết. Đây hàng gia băng mã 24 nặng 470g, giá bán cái này 2.800.000 bao ship nha cả nhà. Rồi em vừa giới thiệu với cả nhà 24 con máy công ha. Cả nhà đặt hàng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc Zalo nha cả nhà. Cả nhà thấy cái con máy nào cứ gọi em để em gửi hình chi tiết cho cả nhà xem ha. Rồi em quay là quay lướt cho nhanh thôi. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em nha. Chúc cả nhà có nhiều niềm vui và sức khỏe ha. Chào tạm biệt.
Tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở một video kế tiếp nha. Cả nhà cho em xin một like, một đăng ký nha cả nhà. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.